trận chung kết quốc gia bắt đầu. Trận chung kết giữa anh Phan Hoàng gặp anh Thái Duy bắt đầu. Vâng, anh Phan Hoàng vẫn đang tính đường áp phê mối. Có thể thấy một đàn mối cực kỳ nhiều. Cả nhà chia sẻ video chưa? Ván đầu tiên thì anh Phan Hoàng là người phá bóng. Trọng tài giờ bắt đầu cũng đánh áp phê rồi, áp phê mối rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem cái sự tính toán và cái đẳng cấp của các cầu thủ nó sẽ thể hiện ở trong trận chung kết này. Không, Dũng Thảo Phan Hoàng này không phải là Hoàng Sao ạ. Phan Hoàng này là người Việt Nam thôi. Đó, cú phá đầu tiên rồi. Vâng, rồi anh cạt mũi ra rồi, ok ok. Rất hấp dẫn. Rồi, anh vẫn đang áp phê. Vẫn đang vẩy áp phê. Rất tuyệt vời. Ôi, trọng tài kia mũi nhốt nó vào, bắt thế. Phát phá đầu tiên. Hợp lệ, nhưng dường như con một bị nhốt vào kia rồi. Một pha phá bì ra hình rất khó, không biết chạy đi đâu về đâu. Em chào anh Ngọc Phạm nhá, chào tất cả anh em. Đây là trận chung kết giải vô địch quốc gia. Anh em chia sẻ video để cổ vũ cho hai cầu thủ trong trận chung kết đi. Hiếu Tâm ở tối rồi nó mờ. Nó chỉ có thế thôi. Nhà thi đấu thì tối om, trên khán đài xa nên là mười mấy mét thì zoom lên nó chỉ thế thôi. Ok nhá Hữu Minh nhá, tầm này thì cũng phải cố thôi chứ bây giờ biết làm nào, hay bỏ về nhá. Con một đã bị dính sau đít thằng 4 thằng 5 rồi anh em ạ. Rất khó cho anh Phan Hoàng. Bây giờ anh cũng chưa biết chạy an toàn về đâu. À rồi, anh tính đường chạy an toàn rồi. Rồi, như vậy là anh quyết định tạo tình huống, anh đẩy bi 2 về băng ngắn. Như vậy là một điều hai sẽ rất khó. Giải vô địch quốc gia của chúng ta thì nhất 300 triệu, nhì 200 triệu và giải 3 thì cũng khuyến khích 100 triệu.
Phạm Quang Huy mày lại trêu anh làm gì? Năm ngoái anh, tôi còn nhớ anh Hoàng Vái Tè liên hoan Vũng Tàu là liên hoan 3 ngày liền, cầm 300 triệu về sợ thật đấy, liên hoan cũng rầm rộ luôn. Vâng, có thể thấy rằng một pha chạy đạn quá tinh tế của anh Phan Hoàng. Ôi trời, ông Vương Đình Thắng ơi, giờ ông còn hỏi cái đấy nữa thì Trung Nguyên cũng như tất cả anh em muốn hỏi cái gì về đồ bia thì cứ inbox cho tôi hoặc lấy số hotline của tôi đang chạy trên màn hình, tôi sẽ trả lời sau. Bây giờ đang bật livestream chung kết này, các ông cứ hỏi chúng ta lung tung vào đây thì tôi trả lời làm sao được. Tất cả cái gì về bia các ông cứ inbox cho tôi hoặc lấy số hotline của tôi, mai kia rảnh tôi sẽ trả lời. Còn bây giờ anh em tập trung vào cái trận chung kết này đã. 300 triệu chứ có phải ít đâu, một năm mới có một lần. Hàng vượt qua hàng nghìn km luyện tập cả năm rồi về đây thi đấu. Cho anh Phan Hoàng thế bị mở rồi. À, một pha chạy đạn. À không, một pha truyền bóng cho đội bạn, phải nói rất fair play của anh Phan Hoàng. Vâng. Một pha truyền bóng phải nói đầy tình hữu nghị thăm dò. À, bán đầu tiên mà của anh Phan Hoàng. Em chào anh Thịnh Nguyên đến từ tỉnh Điện Biên nhá. Hẹn anh khi nào lấy vợ em bay lên em uống rượu với anh 3 ngày. Điều hai luôn của anh Thái Duy, nhưng mà điều bị lỗi rồi. Tuấn Hoàng nhìn cái bảng tỷ số trên màn hình nó to lù lù kia vẫn hỏi được. Giải quốc gia đi chấp. Trận chung kết hay như này mới được có 70 người xem, đùa. Rồi, anh Thái Duy anh quyết định chạy đạn rồi. Rồi, chạy đạn đi đâu đây? À, như vậy là anh chạy cái về xa. À, nhưng mà anh vẫn nổi cái mông ra để cho anh Phan Hoàng anh ấy chọc gậy vào. Ngọc Phạm, vâng ạ, những năm gần đây thì được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Chính phủ thì những cái giải thể thao, giải thưởng cũng rất là lớn. Thì thôi em nói anh rằng một năm rồi luyện tập, tiền nơ, tiền găng, tiền gậy, rồi cùng bao nhiêu chi phí ăn uống tập một năm rồi thì cũng phải có tí để động viên các cơ thủ rồi trong cái quá trình phải gia đình, vợ, con cái các kiểu.
thường thường nó phải xứng đáng. Anh xem thi đấu khốc liệt trong 5 ngày hôm nay, cái nhiệt độ khoảng 40 mấy độ C, vất vả như thế, đó là cái phần thưởng, nó cũng là động viên cho các cơ thủ cống hiến cho nền thể thao nước nhà. Trần Trung Yên nhất ra được 300 triệu. Rồi, xin chào 80 anh em đang xem nhé. Trận chung kết hay mà anh em chia sẻ mạnh nhé. Anh em chia sẻ tất cả video tất cả các nơi đi. Video được ít người xem quá. Rồi, cơ hội cho anh. Ôi! Một pha đánh bùn sang ao của anh Phan Hoàng. Vâng, có thể nói rằng cơ hội cho anh Thái Duy thôi. Thì chúng ta cùng chờ xem ai là người mở bát ván đầu tiên. Rồi, còn 4 bóng thôi. 4 bóng rất là thoáng. Còn 3 bóng trên bàn thôi. Tất cả các cầu thủ đánh cũng vẫn phải để ý đến mối. Như vậy là ban tổ chức đã đi thu được tương đối nhiều mối về rồi. Còn 2 bóng thôi. Xin chào 90 anh em đang xem nhá. Còn một đi số 9. Ui. Một pha cân phải nói đây kỹ thuật và quá hay cho anh Thái Duy mở bát 1-0. Một pha cân đầy tinh tế của anh Thái Duy. Nói rằng anh ngắm hướng Tây nhưng anh lại đánh sang hướng Nam. Phải nói một cái chiến thuật quá đẳng cấp của anh Thái Duy. Tuyệt vời. Ván mở bát đầu tiên đầy cảm xúc, hứa hẹn cái trận chung kết này hấp dẫn. 1-0 cho anh Thái Duy. Ok, em chào anh Phúc Dương nhá. Tuyệt vời, hứa hẹn một cái trận chung kết nói rằng là quá hấp dẫn. Cả nhà chia sẻ video đây. Rồi, phát tiếp theo thì anh Thái Duy sẽ là người phá bóng. Alo. Ừ. 8. À thế à, là bảo ok. Ok. Ok anh, ok. Rồi. Tình
huống trên bàn. Bây giờ hiện tại đang xuất hiện một chùm nho. Sẽ là ai sẽ là con cáo đây? Có một chùm nho trên bàn. Tỷ số mùa bát 1-0 cho Thái Duy. À, anh em ở Bình Dương đâu hết rồi ạ? Anh em ở Vũng Tàu đâu hết rồi ạ? Giờ này hiện tại đang là 7:05 tối. Đề nghị anh em, cả anh em đi thắp hương hết, cầu khấn cho đội cửa nhà. Tầm này đi mà không đi thắp hương thì đen lắm, thua là phải. Xem các cụ ở đâu thiêng hơn, các cụ phù hộ độ trì cho. Vương Đình Thắng, tôi ạ ông. Có mà xem mẹ có voi còn đòi hai bà trứng nữa thì mẹ tự túc hết đi vào đây tôi quay cho ông xem đấy ông ạ. Toàn gặm bánh mì uống nước lã không. Ông mua ông đầu tư đấy. Rồi còn 6 con bi trên bàn. Một pha chuyền bóng cho đội bạn phải nói rằng cũng là rất tinh tế của anh Thái Duy. Rồi trận đấu cực kỳ áp lực, vô cùng áp lực luôn. Tôi ngồi đây còn vã hết mồ hôi, sợ thật. Ui thôi rồi bốc ruốc rồi. À may con 6 nó vẫn cửa lỗ. Lê Hữu Hòa ông hiểu áp lực như nào? Như thế nào là áp lực tâm lý? Mẹ cầm cái gậy như cầm cái xà beng. Tim đập chân run, mẹ ông tưởng. Mẹ 300 triệu rồi, bao nhiêu danh dự uy tín, hàng nghìn con người quê nhà chờ mong. Đến fan hâm mộ đi thắp hương khắp nơi cầu cấn, ông tưởng mẹ không áp lực chắc. Các cụ phụ hộ độ trì còn tê chứ nói gì đến người trần mắt thịt. Mẹ các ông vào đây tôi sợ các ông mẹ sợ đái ra quần đóng bỉm. Đàn thôi. A băng trúng gốc quá đẹp mặt một pha A băng giữa mẹt luôn của anh Thái Duy. Đó ra thế tình huống rồi. Ra tình huống rồi, 7 đã hết đường ngưỡng 10. Tình huống rồi.
Các ông đã nhìn thấy trận đấu nào mà con 9 hai cầu thủ đánh 14 vòng chứ? Cứ cửa lỗ moi ra ngoài, đôi khi rằng là cửa lỗ moi ra ngoài nó lại là những cái con bi gọi là chạy đạn chiến thuật để gọi là gây hoang mang cho đối thủ. Bia nó phải thể hiện cả chiến thuật, kỹ chiến thuật các kiểu chứ có phải là đơn giản. Nhiều lúc mớm cho tận bóng không ra cho cửa lỗ cho đối thủ chín cho đối thủ ăn nhưng mà đối thủ đánh lại chết cá. Đấy, thế là nó lại hưởng. Bia nó phải đầy đủ các yếu tố luôn. Rồi quan trọng là cụ ở nhà nào thiêng nữa. Vâng, hai cầu thủ vẫn đang chạy đạn qua lại con bảy. Rất căng thẳng, cực kỳ áp lực. Vâng, một pha mớm bóng cho đối thủ của anh Phan Hoàng. Anh chạy đạn nhưng nòi mông thôi, đường riêng. Anh lại nòi mông ra cho anh Thái Duy, anh ấy chọc. Em ở trên YouTube hay là của em? Facebook hoặc Cơ Bina. Quá hay, như vậy Thái Duy đang đứng trước cơ hội để nâng cao tỷ số rồi. Xin chào 120 anh em đang xem nhá. Thế tối này chắc đang giờ ăn cơm, ít người xem quá. Đó, còn một cái số 9 thôi. Rồi, như vậy anh Thái Duy đã nâng tỷ số lên 2-0. Rất may mắn cho anh Thái Duy, hai lần liền anh được đối thủ mớm bóng cho. Chào tất cả anh em nhá, chào Lương Thành Long nhá. Trận chung kết game chạm 9 nhá. Hôm nay đi làm thông chú cho đồng minh tầm rồi. Đây không? Thử bao nhiêu phần trăm đó anh hông? Nếu có biết nhất kia là thử bao nhiêu phần trăm. Đâu đi hơn theo. Ok nha Nguyễn Mạnh Cường nha, hãy chia sẻ ra, mỗi người chia sẻ cho tôi 30 nhóm nhá. Ít người xem quá. Ở Nguyễn Dũng mạng nó 3G giờ nó lại đang gần hết rồi sao ấy. Một pha bóng phải nói rằng là khá là mạnh mẽ của anh Phan Hoàng. Nhưng mà mỗi tội là không ra hình một đủ đuôi rồi. Chết rồi, vào đây được 120 người rồi, còn có 80 người. Trận chung kết đã ít quá, anh em mỗi người chia sẻ cho tôi 30 nhóm nhá. Chuẩn rồi, Lã Hữu Hoa, break luân phiên. Ui, tôi cứ tưởng là không còn đường hoa, đường riêng anh em ạ. Như vậy là một pha lòn khe đường riêng con 1. Anh Phan Hoàng ăn được con 1 rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là con 2 xử lý ra con 3.
Mẹ ông Nguyễn Văn Đảng, các ông cứ hỏi đi hỏi lại cũng chán thật các ông. Giải vô địch quốc gia các ông coi như trò đùa. Mẹ không biết tập đoàn ghế nhựa Song Long này đang tài trợ ít ghế nhựa rồi còn hãng bia Sài Gòn một thùng bia để ngoài cửa sổ số kiến thiết Bình Phước một tập vé số kìa. Toàn tập đoàn to, tập đoàn lớn nhất lại không mỗi các ông nói chuyện chán thật. Ra hình rồi, còn 6 bi trên bàn. Ôi, chạy đi đâu, cái chạy đi đâu. Oách tà tà. Anh như vậy anh Phan Hoàng đã điều được con số 4 rồi. Bóng trên bàn thôi. Thịnh Nguyên. Ok anh thích nhá. Anh em cứ chia sẻ mạnh thôi, chia sẻ thoải mái đi, không phải ngại ngùng gì đâu. Rồi, còn 3 bi trên bàn thôi. Cơ hội cho anh Phan Hoàng rút ngắn tỷ số. Phan Hoàng thuộc đoàn Vũng Tàu nhá cả nhà nhá. Anh Phan Hoàng bây giờ đang đầu quân thi đấu cho đoàn thành phố Vũng Tàu, thành phố gì nhỉ? Thành phố Bà Rịa tỉnh Vũng Tàu. Còn 2 bóng thôi, một pha điều như một cánh diều của anh Phan Hoàng bây giờ tám ra một thế gọi là thế ngang trái cục tình rồi. Về cái chiếc áo màu tím thủy chung, không biết anh Phan Hoàng anh ấy sẽ xử lý cái cuộc tình này như thế nào đây. Cuộc tình này như thế nào, anh quyết định cưới luôn hay anh lại chia tay đây. À, hay quá nhờ. Được, thanh niên này cưới vợ luôn thôi. Hay quá. Ai chà chà chà. Vâng, và cưới vợ xong thì anh sinh ra một thằng cu. Và bây giờ anh chuẩn bị đi rửa bô. Không biết anh có rửa được cái bô này không đây. Giận quá nhỉ, quá cảm cảm đánh trùng kết. Ô hay quá, quá tuyệt vời. Thành niên nói là làm, cưới vợ xong đẻ thằng cu luôn. Như vậy anh rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Một hai thôi. Hay quá. Đã bắt đầu trận chung kết, bắt đầu căng. Một hai, hay quá. Anh em phải thanh niên học tập anh Phan Hoàng nhá. Anh Phan Hoàng hiện nay đang đầu quân cho đoàn của thành phố Bà Rịa tỉnh Vũng Tàu. Anh em của thành phố Bà Rịa đâu rồi thì hãy chia sẻ mạnh video để cổ vũ cho đội nhà đấy. Như anh em nào bên phía Thái Duy thì cũng nhanh chóng thắp hương để phù hộ cho các cụ, phù hộ cho Thái Duy rồi. Tiếp theo thì anh Thái Duy là người phá bóng.
Hoàng Sơn Phan ờ thì tôi cũng ngửa đuối như trái chuối thôi, cố gắng ngồi thôi. Phạm Quang Huy, mẹ mày cũng có vợ có con nó đấy cơ. Loại cờ bạc dựng xe à, là cờ bạc hư người cũng có đứa nó cưới mày rồi. Khá quá nhỉ. Đấy, cứ mấy chiếc anh sắp xếp lịch anh về. Đang đăng ký cơ, đăng ký ở đâu? Đăng ký thân đại B là thân nào? Đăng như nào ạ? Thân đại B em chịu thôi, nhưng mà anh bên gì? Cao Tom hay là bên Cool? Cao Tom thì bên kia kia thôi, bên kia. Rồi, thế đi mở thôi. Thế đi rất thoáng cơ hội cho anh Thái Duy. Trên bàn còn 6 bi nữa. À, với cái tình huống cái thế trận như này của hai cơ thủ thì tôi cũng có cái dự đoán là nếu mà cái người vô địch chắc chắn sẽ là cái người thắng của trận đấu này. Anh em mà đi kèo nào thì dự đoán cái nhà vô địch thì cứ đoán cái người thắng của trận này anh em nhé. Hay quá nhở, trời ơi, một pha điều quá chính xác của anh Thái Duy. Anh em phải hiểu này, đánh giải vô địch quốc gia nó khác hoàn toàn so với đánh độ. Đánh độ có thể đánh nhanh, đánh hay, người hay bằng giờ, bởi vì nó chỉ có là đồng tiền thôi. Nhưng đánh giải vô địch quốc gia này ngoài đồng tiền nó còn niềm danh dự, niềm danh dự nó lớn vô cùng, nó là màu cờ sắc áo ở quê hương đất nước. Phải đơn giản như đánh tiền đâu, các ông cứ so sánh vớ va vớ vẩn, các ông chả hiểu cái gì, chán không lắm. Đánh đây nó áp lực tâm lý, nó gấp vạn lần đánh độ tiền, các ông chả cổ vũ thì thôi, cứ chê. Các ông mẹ có dám đi đăng ký thi đấu cho quê hương thể hiện mình không? Ồ chết rồi, 7 ra xa rồi, điều 7 hơi xa, còn 7, 8, 9. Quá chính xác, trời ơi. Và bắn tỉa, lính bắn tỉa em 7 của anh Thái Duy nó cực kỳ chính xác. Chém chuối, hay quá, Thái Duy đang bay rồi, anh bay như con chim rồi. Còn 1 bi 9 nữa thôi. Chào 130 anh em đang xem nhé. Chúng ta cùng xem màn chém chín của anh Thái Duy. Quay như vậy tỷ số được nâng lên 3-1 cho anh Thái Duy. Anh Thái Duy này quê gốc của người Tuyên Quang anh em nhé, cả nhà nhé. Thái Duy quê gốc người Tuyên Quang, đang thi đấu cho tỉnh Sài Gòn. Thi đấu cho thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Sài Gòn. Còn anh Phan Hoàng đang thi đấu cho thành phố Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu.
Anh em cho cả hai cầu thủ một tràng bão lái bão tim mạnh mẽ lên để cổ động cổ vũ cho các cầu thủ đi. Thanh Tùng Nguyễn chuẩn rồi, hôm qua Thái Duy chính là người đã đánh thắng anh Thành Nam. Phá bi phải nói quá mạnh mẽ của anh Phan Hoàng. Trên bàn còn có 6 bi thôi, như vậy là chết 3 bi. Nhưng mà con 3 thì cũng hơi ngang trái cực kỳ. À, như vậy là một pha chạy đạn kinh kỹ chiến thuật của anh Phan Hoàng. Phung 2, không phải bạn ấy bỏ mà bây giờ bạn ấy đang bận công tác bạn nhé. Thành ra ít xuất hiện trên các giải đấu. Tạ Minh Mẫn, tôi thì cũng vất vả khó khăn, tôi đi ăn mày khắp nơi. Tôi quê ở Thái Bình. Tôi quê ở Thái Bình, cũng tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành. Nhưng mà vất vả là tuần nay đi vào đây ăn mày ăn nước nhưng mà cũng chưa được tí gì. Đó, như vậy là anh Thái Duy quyết định một pha a băng. Trúng đi mục tiêu, đi đâu? Đuôi không? Ôi, trúng nhưng mà vẫn lòi mông rồi. Quả này lòi mông rồi, không biết có bị anh Phan Hoàng anh có chọc được không đây. Cơ hội cho anh Phan Hoàng rút ngắn tỷ số trận đấu. Ui, toạch rồi, toạch rồi. Vì vậy là anh Phan Hoàng đã bắt đầu có biểu hiện là rung văn rinh rồi. Quá nguy hiểm, trượt một con bi rất đáng tiếc. Sau khi anh bóp cả hai vú xong anh bỏ chạy. Thái Duy này sinh năm 93, rất đẹp trai, chưa người yêu. Còn 5 bi thôi. Anh Thái Duy bây giờ đang đánh rất tự tin. Liệu là anh có dọn được hết cái ván này không? Còn 3 bóng thôi, toàn cửa lỗ thôi, ngon quá rồi. Rất áp lực, cực kỳ áp lực. Anh Thái Duy tài năng chè quê ở Tuyên Quang. Hiện tại anh đang thi đấu cho đoàn thể thao tỉnh Sài Gòn. Nhưng mà anh này thì lại sinh sống và làm việc ở tỉnh Bình Dương. Như vậy là anh này cũng rất là lòng vòng. Rồi, còn một đi 9 thôi. Điều tận chân công trình rồi. Rồi 3 4-1 cho Thái Duy rồi.
như vậy là rất là nguy ngập cho anh Phan Hoàng thôi. Đây là fan của anh, đây là cổ vũ cho anh Phan Hoàng thì bốn một rồi, quá nguy ngập. À, ván tiếp theo thì anh Thái Duy là người phá bóng. Phá rất tốt ra hình luôn rồi. Ôi, ôi dồi ôi. Dường như là con 6 đã chạy vào chặn mất đường của con 1. Nguyễn Ninh Tâm Thường Tín thì biến thành Tâm Thường Thôi rồi. Anh bị loại ngay khỏi vòng ngay tại vòng gửi xe. Rồi, như vậy anh thực hiện pha chạy đạn rồi. Ồ, vẫn bị lòi mông. Đức AC Milan ở vòng 1-16 nhé. À đâu, vòng tứ kết, bị loại tứ kết. Thế bi rất khó, anh Thái Duy đang tính đường xử lý con bi số 1. Ô, lòi chạy đạn nhưng vẫn bị lòi mông. May là con 1 không có đường ăn. À đâu, vẫn còn đường cân hoặc đường chém lỗ 10 nhưng mà rất khó, góc hẹp. À, cái ông gì Lick Oan Tà La Văn, quân con Vĩnh Phúc đó. Quân con Vĩnh Phúc đang thi đấu giải lỗ 10 mở rộng diễn ra tại Thường Châu bạn nhé. Như vậy là một pha cân quá đẹp mắt điều ra hình rồi của anh Phan Hoàng. Còn 6 bi trên 3 nhưng chúng ta cùng chờ xem anh xử lý như thế nào. Đây là trận chung kết rồi, thành ra những người khác không đánh thì các ông đừng hỏi tôi nữa, đùa tôi trả lời nhiều đau hết cả đầu. Vã hết cả một mép.
A gì ngon, đây là trận chung kết rồi, kể cả ông này, các ông này không biết đánh thì cũng phải có người vô địch, ông hiểu không? Hai ông đánh như này không thể vô địch được, dở người đánh phải có người thắng. Như vậy là một pha chuyền bóng rất chi tiết của anh Phan Hoàng. Anh để cái ở tận mồm cho anh Thái Duy luôn cho cẩn thận. Rồi, một pha điều của anh Thái Duy. Anh Hoàng có vẻ như đang bị áp lực tâm lý. Anh em hãy bên anh Hoàng hãy cổ vũ mạnh mẽ cho anh đấy. À tôi biết ngay, vừa nãy có ông không đi thắp hương đúng không? Báng bổ không được ngay. Thế là chết dở rồi. Rồi. Một pha điều cũng ra thế rửa bô của anh Thái Duy. Anh này thì chưa người yêu, chưa có con này không biết có biết rửa bô không. À, em xin lỗi anh ke khở, anh không thích nghe thì anh tắt tiếng đi. 5-1 cho Thái Duy thôi. Anh quê ở đâu ấy? Lăm một cho Thái Duy thôi. Không biết còn cơ hội gì cho anh Phan Hoàng không đây. Chào Nguyễn Việt Đức nhá, chào tất cả anh em. À, vâng, em lại xin lỗi cả anh Lily Mini nữa, anh là Việt Kiều Hàn ạ. Không được rồi. Phá bóng nhưng không ra hình của anh Phan Hoàng. Tỷ số đang là 5-1, ai chạm 9 trước người ấy thắng. Rồi, anh Phan Hoàng chạy an toàn thôi. Chào anh Trần Hữu Thành nhá. Trên màn hình nó có nút chia sẻ mà. Tỷ số đang là 5-1. Rất là nguy ngập cho anh Phan Hoàng, rất căng thẳng.
Hay quá nhờ, Thái Duy hôm nay đang đánh một phong độ rất cao. Có thể là sức trẻ, sức khỏe sẽ làm nên lịch sử cho anh Thái Duy không? Ô, một pha cộng nhưng mà anh này học hình như học lớp 3 cô giáo đi lấy chồng. Cộng 2 thì cộng 2 6 mà không biết cộng. Đúng học lớp 3 cô giáo đi lấy chồng. Cô giáo bị chửa ấy. Rồi, chúng ta cùng chờ xem liệu anh Phan Hoàng anh có làm nên lịch sử bật tôm không. Ôi đen rồi, đen, tôi biết ngay. Bên anh Phan Hoàng không ai đi thắp hương, các cụ không phù hộ độ trì, đen thì phải biết luôn. Quá đen. Đây, liên tục truyền bóng cho đội bạn. Trên bàn chỉ còn 4 bi thôi, đường riêng hết, rất là thoáng. Tốt, còn 3 bóng thôi. Thái Duy đang đánh rất tự tin. Rồi, còn 2 bóng thôi. Còn một bóng chín. Rồi, như vậy tỷ số được nâng lên 6-1 cho anh Thái Duy. Trời, một trận đấu một chiều à. Anh Thái Duy đang đánh rất tự tin. Phát tiếp theo thì anh Thái Duy là người phá bóng. Đủ bếp không? Chết 2 bi. Như vậy là 6 đã về bếp, đủ bếp thôi. Quá nguy ngập cho anh Phan Hoàng. Trời ơi, quá đẹp mắt. Như vậy là anh Thái Duy bây giờ anh đang bay ngất người rồi.
và điều quá hay của anh Thái Duy. Anh điều ra clump thôi. Một pha tự tin anh chém luôn. Quá hay. Anh chém chết luôn cả lăm rồi. Anh em nào xem bóng đá thì cứ đi mà xem nhá. Cứ phải kêu gọi ơ bẩn. Quá hay, Thái Duy đang bay như chim rồi. Còn hai bóng nữa thôi, 7-1. Cái này thì quá khó bật tôm rồi. Đó, là 9 rồi. Ok, tỷ số là 7-1 cho Thái Duy. Hay quá. Yên tâm, Tam Ca tôi chụp ảnh rồi, cãi vào mắt. Ông hứa trao thưởng cho Duy 1.000 đô, tôi chụp ảnh rồi, cấm cãi. Ông ấy là người uy tín, chủ câu lạc bộ ở Bình Dương mà. Ai còn nhớ tên ông ấy thì tắt vào đây hộ tôi cái. Tôi chụp ảnh màn hình. Đây rồi, tôi lấy luôn hình ảnh đây ra. Tôi chụp ảnh màn hình nguyên đây. Đây ạ, anh Nguyễn Hào ạ, câu lạc bộ Bia Zolex Bình Dương. Đây anh em này, Nguyễn Hào, câu lạc bộ Bia Zolex Bình Dương khuyến khích tay cơ Duy. Nếu vô địch thưởng cho tay cơ 1.000 USD. Cả nhà anh em Bình Dương tác tên vào đây nhá. Cả nhà tác tên đây nhá. Chủ câu lạc bộ chắc chắn phải là rất uy tín. Và uy tín và gọi là thể hiện cho cả nước biết rằng mình là con người uy tín như nào. Còn nhưng mà tôi cũng nói luôn anh em là trái bóng tròn chứ nói lên điều gì. Barcelona dẫn đấy. Ôi thôi chết rồi, anh Phan Hoàng lại truyền bóng cho đội bạn. Chết rồi, trái bóng tròn chết rồi. Tôi vừa nói xong. Barcelona lượt đi ăn thằng Dortmund 4-1, lượt về bị nó vả cho 3-0, toi chó. Trái bóng tròn chưa nói trước điều gì. Hôm nọ đấy, mẹ đó. Thằng Atletico Madrid dẫn thằng Juventus. Đấy. Dẫn 2-0 lượt đi đấy, lượt về nó vả cho 3-0. Nói chung là bỏ trái bóng tròn anh em ạ, cũng không nói trước được điều gì. Khi nào tất cả bóng dừng lại, trọng tài quyết định kết thúc trận đấu thì mới biết được là ai là người thắng cuộc. Đấy, chết chưa? Bây giờ các cụ ở bên Vũng Tàu mới hiển linh đây. Bắt đầu các cụ mới hiển linh. À quên nhầm, Thu Zoma. Ờ thì tôi nhớ nhầm. Mấy hôm nay đầu óc nó cũng loạn binh pháp. Mẹ tôi toàn ngồi từ sáng đến đêm khuya. Các ông bảo đầu óc không ngu đi. Thành
thành thánh. Ôi giời ơi, mắt ông này hoa mắt rồi. Ông này đánh còn không chạm bóng cơ. Quyết định là thôi mày vô địch mẹ àm gì, mất công đánh. Vì quá nguy ngập cho anh Phan Hoàng rồi. Thái Nam công nhận. Tôi chỉ biết về bóng dâm thôi, bóng đá thì tôi cũng không biết gì thật. Rồi, còn 4 bóng thôi. Còn 3 bóng thôi. Chiếc cúp vô địch đang đến rất gần với Thái Duy. Rồi, còn một trái chín. Rồi, như vậy tỷ số được nâng lên 8-1 cho Thái Duy. Một trận chung kết tôi nghĩ rằng hấp dẫn, nhưng mà không ngờ sao nó lại loằng ngoằng lên 8-1 rồi. Chán thật đấy. Trời ơi, phá kìa. Chết ba bì, ra hình luôn. Nếu mà một chấm gian nào nữa thì một cái kết phải nói quá mỹ mãn cho Thái Duy. Ăn được 8 thôi. Nếu mà một chấm ra nào thì phải nói rằng là một cái trận chung kết quá đáng nhớ của Thái Duy. Rồi, ông này thì bay như chim rồi. Giờ ông thích múa sao thì ông múa rồi. Rồi, còn 2 bi thôi. Chào Vi Hùng nhá, chào tất cả anh em. Rồi, tăng lên, nắp đít 9 luôn. Rồi. Còn một bi số 9, tôi nghĩ là anh Phan Hoàng nên ra bắt tay thì đẹp hơn.
Rồi, xin chúc mừng anh Thái Duy đã giành vô địch. Một trận chung kết quá nhanh chóng. 9-1. Xin chào cả nhà và hẹn anh em vào sáng mai thì 8 giờ sáng khai mạc vòng chung kết 10 bóng nhá, cả nhà nhá. Ngày mai hãy theo dõi để ngày mai rất nhiều hảo thủ sẽ ra sân ở vòng chung kết 10 bi. Xin chào tất cả anh em nhá.